Chào các em. Buổi nay thì ta sang đến phần chuyên đề dãy số viết theo quy luật. Trong phần này thì các em cần nắm một số vấn đề chính như sau, nội dung chương trình. Phần thứ nhất đó là thực hiện các phép tính đối với dãy số viết theo quy luật. Và phần thứ hai đó là các bài toán tìm giá trị liên quan. Bây giờ ta vào bài số 1. Tính A bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng đến N. Thì đối với dãy này thì ta rất là quen thuộc rồi. Đó là dãy số cách đều. Như vậy, để giải bài toán này thì phương pháp ở đây ta tính tổng là bằng số đầu cộng số cuối nhân với số số hạng chia cho 2. Và số số hạng thì được tính bằng số cuối trừ đi số đầu nhân với khoảng cách cộng với 1. Trong bài này ta thấy được là từ 1 đến n ta có được là n số số hạng, đúng không nhỉ? Như vậy giá trị này sẽ là bằng là tổng của A đây sẽ bằng là số đầu là 1 cộng số cuối là n nhân với số số hạng là n và chia cho 2. Cái bài này các em có thể triển khai ra được rằng là các dạng đó là khoảng cách là 2 3 4 5 6 để tùy theo các bài toán nhá. Dạng này thầy không nhắc lại nữa. Bây giờ ta sang đến dạng số 2. Bài số 2. Tính biểu thức A bằng 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 cộng chấm 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 cộng đến n 1 nhân với n. Thì ký hiệu đây là biểu thức số 1. Về phương pháp của bài toán này, đó là ta nhân 3 vào hai vế của 1 ở của A. Được chưa nhỉ? Ta làm như sau. Ta có A bằng 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 rồi cộng chấm chấm cộng đến là n 1 nhân với n. Ta nhân 3 vào hai vế ta được 3A, giá trị này sẽ bằng 3 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 3 cộng 3 x 4 x 3 rồi cộng chấm 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 cộng đến n 1 nhân n nhân 3. Vậy đến đây ta bắt đầu là ta phân tích ra 1 x 2 x 3 thầy giữ nguyên, còn số 3 ở cuối cùng ta tách ra được là 4 trừ 1. Như vậy ta có được 2 x 3 x 4 trừ 1 rồi cộng 3 nhân với 4 rồi nhân với 5 trừ 2 rồi cộng với chấm 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 cộng đến là n trừ 1 nhân với n tất cả nhân với n trừ đi 1 trừ đi là n tất cả n trừ đi 2. N trừ n cộng 1 trừ đi mở ngoặc n trừ 2 đóng ngoặc ở đây là giá trị này bằng 3 nhé. Nhớ thầy như vậy. Thế thì ở đây ta bắt đầu là nhân nó ra. Thì ta có được 3A, giá trị này sẽ bằng là 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 4 trừ đi 1 x 2 x 3 rồi cộng chấm chấm cộng đến n trừ 1 nhân với n nhân n cộng 1 trừ đi n trừ 2 nhân với n trừ 1 nhân với n. Thì các em thấy ở đây nhé, ta có được là 1 x 2 x 3 rồi lại trừ 1 x 2 x 3. Như vậy cái giá trị trừ cuối cùng đấy nó sẽ triệt tiêu với cái giá trị dương ở đằng trước nó. Đấy nhỉ? Vậy kết quả cuối cùng ở đây thì ta chỉ còn lại đó là n trừ đi 1 nhân với n nhân n cộng 1. Vậy từ đây ta suy ra giá trị A đây sẽ bằng n trừ 1 nhân với n nhân n cộng 1 chia cho 3. Nhớ thầy ở dạng tổng quát này. Chưa nhỉ? Đó. Ta sang đến bài số 3. Đây là một dạng nữa, ta có tính biểu thức A bằng 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 4 cộng 3 x 4 x 5 rồi cộng chấm chấm cộng đến n 1 nhân với n nhân n cộng 1. Thế thì về phương pháp giải của bài này thì đó là ta nhân 4 vào hai vế của A. Thì ta làm như sau. Nhân 4 vào hai vế thì ta được đó là 4A, giá trị này sẽ bằng 1 x 2 x 3 x 4 cộng với 2 x 3 x 4 x 4 cộng với 3 x 4 x 5 x 4 rồi cộng chấm chấm cộng đến n 1 nhân với n cộng với 1 nhân với 4. Thế ở đây ta mới tách cái giá trị 4 ra. Được chưa nhỉ? Số hạng đầu tiên thì ta để nguyên 1 x 2 x 3 x 4 ta giữ nguyên. Còn bắt đầu từ số hạng thứ hai thì ta sẽ tách số 4 là 4 5 1 6 2 rồi là n trừ l cộng 2 trừ đi mở ngoặc ra n trừ đi 2 đóng ngoặc lại. Được nhỉ? Để ta mới nhân ra thì tương tự như bài số 2 thì ta có được là 1 x 2 x 3 trừ đi 2 x 3 x 4 trừ 1 x 2 x 3
rồi cộng với là 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6 trừ đi 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5. Vân vân. Thì đến đây ta thấy được rằng là cái giá trị mà gì nhỉ, dấu trừ cuối cùng đấy, số hạng trừ cuối cùng đấy nó sẽ chi tiêu ở giá trị là trước nó nữa. Được chưa nhỉ? Như vậy kết quả ở đây thì giá trị 4a đây sẽ bằng là n trừ đi 1 nhân n cộng 1 nhân với là n cộng 2. Vậy suy ra a đây sẽ bằng n trừ 1 nhân n cộng 1 nhân n cộng 2 tất cả chia cho 4. Được chưa? Thì đấy là dạng này, lưu ý cho thầy ta sẽ làm như vậy. Tiếp theo thì ta sang đến bài số 4. Tính a bằng 1 nhân với 3 cộng 2 nhân với 4 cộng với 3 nhân 5 rồi cộng dấu chấm cộng đến n trừ 1 nhân với n cộng 1. Bài này ta sẽ làm như sau. Ta sẽ tách nó ra. Biểu thức a đây thì cái giá trị 3 số cái thừa số thứ hai của từng số hạng ấy, ta sẽ tách ra là a đây sẽ bằng là 1 nhân với là 2 cộng 1 rồi cộng với 2 nhân với 3 cộng 1 rồi cộng với 3 nhân với 4 cộng 1 rồi cộng với chấm chấm cộng đến là n trừ đi 1 nhân với n cộng 1. Được chưa? Đấy. Thì đến đây ta bắt đầu nhân ra. Thì ở đây ta sẽ có là a đây sẽ bằng là 1 nhân 2 cộng 1 cộng với 2 nhân 3 cộng 2 cộng với 3 nhân 4 cộng 3 cộng với chấm chấm cộng đến n trừ đi 1 nhân n cộng với là n trừ đi 1. Thế đến đây ta sẽ tách ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì ta nhóm 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4 rồi cộng dấu chấm cộng đến n trừ 1 nhân với n. Còn nhóm thứ hai ta sẽ còn lại là 1 cộng 2 cộng 3 rồi cộng dấu chấm cộng đến n trừ 1. Đó. Như vậy là ta thấy là ta vừa đấy ta tính ra là 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4 cộng dấu chấm cộng với n trừ 1 nhân với n. Thì giá trị này ta vừa tính ra được là n trừ 1 nhân với n nhân n cộng 1 chia cho 3. Được nhỉ? Còn cái dãy từ 1 cộng 2 cộng 3 rồi cộng dấu chấm đến n trừ 1 đây là dãy số là cách đẹp. Như vậy ta sẽ có được là cái số đầu cộng số cuối nhân với số số hạng. Vậy giá trị này ta có được n nhân với n trừ 1 chia cho 2. Được chưa nhỉ? Như vậy giá trị này thì ta vào nhóm ra. Ở đây thì thầy sẽ có được rằng là đặt được là n trừ đi 1 nhân với n ra ngoài. Được đấy nhỉ? Như vậy bên trong thì ta còn lại là n cộng 1 chia cho 3 cộng với 1 phần 2. À, như vậy ta quy đồng lên thì ta có n cộng 1 trên 3 cộng với 1 phần 2. Mẫu số chung là đây là 6. Được đấy nhỉ? Vậy ta sẽ là ta có được là 2n cộng với 5 chia cho 6. Kết quả đây ta có là n trừ 1 nhân với n nhân với là 2n cộng với 5 tất cả chia cho 6 ở đây. Tiếp tục thì ta sang đến bài số 5. Bài số 5 đây là tính giá trị a bằng 1 nhân 3 cộng 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 rồi cộng dấu chấm cộng đến là 99 nhân với 101. Đây là bài này thì ta sẽ làm như sau. Ở đây đối với bài này thì ta sẽ nhân 6 vào hai vế nhá, nhân 6 vào hai vế của biểu thức a. Vậy ta sẽ có được là 6a sẽ bằng 1 nhân 3 nhân 6 cộng 3 nhân 5 nhân 6 cộng 5 nhân 7 nhân 6 rồi cộng dấu chấm cộng đến 99 nhân với 101 nhân với 6. Đó. Thế bây giờ cái giá trị 6 cuối cùng đấy ta sẽ tách ra như sau. Cái số hạng thứ nhất thì ta sẽ tách ra được rằng là 5 cộng với 1. Đó. Bắt đầu từ số hạng thứ hai trở đi thì ta sẽ tách ra là 7 trừ 1, 9 trừ đi 3 và cuối cùng chấm chấm đến là 103 trừ đi 97. Sau khi tách ra được như vậy ta sẽ nhân nó ra. Như vậy 6a đây sẽ bằng 1 nhân 3 nhân 5 cộng 1 nhân 3 nhân 1 cộng với 3 nhân 5 nhân 7 trừ đi 1 nhân 3 nhân 5 cộng với 5 nhân 7 nhân 9 trừ đi 3 nhân 5 nhân 7 cộng với chấm 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 cộng đến 99 nhân với 101 nhân với 103 trừ đi 97 nhân 99 nhân với 101. Thế thì đến đây ta thấy được rằng là có các số hạng bị chỉ tiêu. Thì ta thấy được rằng là 1 nhân 3 nhân 5 thì chỉ tiêu bởi là trừ 1 nhân 3 nhân 5. Đúng nhỉ? Rồi tiếp theo ta có được là 3 nhân 5 nhân 7 thì chỉ tiêu bởi trừ 3 nhân 5 nhân 7. Vậy kết quả 6A đây sẽ bằng là
chỉ còn lại là 99 nhân với 101 nhân với 103 và cộng với là 1 nhân 3 nhân 1 tức là cộng với 3. Và kết quả đây ta ra được là 1.029.900. Vậy suy ra được giá trị A đây chia cho 6 thì giá trị này ra được là 171.650. Thì đối với dạng này thì nhớ thầy đó là phương pháp đó là ta nhân 6 vào hai vế siêu nhỉ. Vậy ta sang đến bài số 6. Bài số 6 đây là tính biểu thức A bằng 1 cộng với là 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 rồi cộng chấm chấm cộng đến n mũ 2 và vận dụng vào tính giá trị B bằng 1 cộng 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 rồi cộng chấm chấm cộng đến là 2017 mũ 2. Thế thì phương pháp bài này như sau, thì quan trọng nhất là ta tìm ra cái số hạng tổng quát để ta làm. Thì ngoài ra thì ta cũng có nhiều phương pháp khác, nhưng mà chỗ này thì thầy giới thiệu trong đây ta sẽ tách như sau. Ở đây ta có là n bình phương trừ đi n thì ta đặt được cái giá trị n ra ngoài. Khi đặt giá trị n ra ngoài rồi thì cái số hạng thứ nhất còn lại n và số hạng thứ hai còn lại là trừ 1. Như vậy giá trị này sẽ bằng n nhân với n trừ 1. Được chưa? Như vậy từ đây ta mới suy ra được n bình phương sẽ bằng là n trừ 1 nhân với n cộng với n. Đấy. Như vậy thì vận dụng vào đây ta sẽ có biểu thức A đây sẽ bằng là 1 ở đây ta giữ nguyên này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là 2 mũ 2 thì ứng với là giá trị n bằng 2 thì ta thay vào thì ta có được là 1 x 2 cộng 2. Rồi với n bằng 3 thì ta có được là 2 x 3 cộng 3. Rồi với n được chưa nhỉ? Thì ta có được là n trừ 1 nhân với n cộng với n. Như vậy đến đây thì ta sẽ tách ra làm hai nhóm. Được chưa nhỉ? Nhóm thứ nhất ta có được là 1 x 2 cộng 2 x 3 rồi cộng chấm chấm cộng đến n trừ đi 1 nhân với n. Cộng với là nhóm thứ hai ta có 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng đến n. Thì hai cái dãy này các em đã biết cách làm rồi. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì kết quả ở đây ta ra được đó là n nhân với n trừ 1 nhân với là 2n cộng 1 tất cả chia cho 6. Được chưa? Thế thì vận dụng vào câu B này thì đứng với giá trị n ở đây là bằng 2017. Được nhỉ? Thì thay vào ta có ở đây là 2017 nhân với 2017 cộng 1 nhân với là 2 nhân với 2017 cộng với 1 tất cả chia cho 6. Được chưa? Rồi, kết quả ở đây thì ta ra được là 2017 nhân với là 1009 nhân với 1340 nha. Thầy để kết quả dạng như này thôi. Còn nếu mà các em tính ra các em có thể sử dụng máy tính nha. Ta sang tiếp tục sang đến bài số 7. Tính biểu thức A bằng 4 cộng với 16 cộng 36 rồi cộng dấu chấm cộng đến đây là 10.000. Thế thì để ý ở đây ta thấy được rằng là 4, 16, 36, 10.000 đây là các số về chính phương. Đúng nhỉ? Vậy giá trị A đây ta sẽ làm như sau. A đây sẽ bằng đó là 2 bình cộng 4 bình cộng 16 bình cộng với chấm chấm cộng đến 100 bình phương. Đấy. Thế đến đây thầy mới tách ra, vận dụng vào tính chất của lũy thừa thì ta có được là 2 mũ 2 này cộng với này. 4 thì nó chính là gì? 2 x 2 tất cả mũ 2 ta tách ra được 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 2. Được chưa nhỉ? Các em đã học về cái tính chất của lũy thừa, ta có được rằng là A mũ M nhân B mũ M thì giá trị này sẽ bằng A nhân B tất cả mũ M. Thì ngược lại A nhân B tất cả mũ M ta có thể tách ra được rằng A mũ M nhân với B mũ M. Được chưa? Như vậy ta vận dụng vào cái tính chất lũy thừa như vậy thì ở đây ta sẽ tách ra được là 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Được nhỉ? 6 sẽ bằng 2 nhân 3, 4 sẽ là 2 nhân 2, 2 đây nó chính là 1 nhân 2, được chưa nhỉ? Rồi cộng dấu chấm đến là 100 nó chính là 2 nhân với 50. Được chưa? Như vậy đến đây ta đều có là 2 mũ 2 thì đặt hết 2 mũ 2 ra ngoài. Vậy giá trị A đây sẽ bằng là 2 mũ 2 nhân với mà ngoặc ra có 1 cộng với 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 50 mũ 2. Thế thì cái giá trị 1 cộng 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 50 mũ 2 ấy, thì ta đã có công thức ta tính ở trên rồi. Được chưa nhỉ? Nhưng lưu ý khi làm bài nếu mà ta có nguyên cái bài này không nhá thì các em phải là tính cái giá trị kia trước ra nhá. 1 cộng 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 5 mũ 2 trước.
Được nhỉ? Trong bài toán đây thì thầy không nhắc lại nữa, mà thầy vận dụng vào cái kết quả trên ta đã làm được nhá. Thì giá trị này sẽ bằng là 2 mũ 2 nhân với 50 nhân với 51 nhân với 101 nhân tất cả chia 6. Được chưa nhỉ? Vậy thì từ đây kết quả ở đây ta sẽ có được là 171.700. Bài số 8. Thế tương tự vậy thì bài số 8 đây là một cái dạng mà gì nhỉ? Của dạng số 6. Đấy nhỉ? Ở đây bài số 7 và bài số 6 thì cái dạng sẽ là lá như nhau, và ta 7 6 7 8 thì bài 7 7 8 ấy thì ta phải vận dụng cái kết quả của bài 6. Được chưa? Ở đây bài 8 người ta cho đó là tính biểu thức A bằng 1 cộng 9 cộng với 25 cộng chấm chấm cộng đến là 10.201. Thế thì ở đây ta có được rằng là 1 thì nó chính là 1 bình, mà 9 ở đây nó chính là 3 bình, 25 thì ta có được là 5 bình cộng với chấm chấm cộng đến là 10.201, nó chính là 101 bình phương. Đấy. Vậy ở đây ta sẽ làm như sau. Trước khi làm bài này thì thầy có giới thiệu qua một cái công thức, sau này các em học lên thì đây người ta gọi là hằng đẳng thức, và đây là hằng đẳng thức số 3. Hiệu hai bình phương. Vậy đây ta có là m bình trừ đi n bình thì giá trị này sẽ bằng m trừ n nhân với m cộng n. Nhớ cho thầy cái công thức này. Được chưa? Đây ta có như sau này. Ở đây thầy sẽ sử dụng một phương pháp khác, thì tí xong cái bài này thì sẽ có một bài sau nữa thầy sẽ sử dụng một cái phương pháp khác để ta làm để giải quyết cái bài toán dạng ở trên này. Còn đây thầy sẽ sử dụng theo phương pháp là thầy sẽ tách ra như này. Ta có ở đây nhá, 135 101, đây là các số lẻ, được chưa nhỉ? Thế vì ở đây là các số lẻ, do đó thầy biểu diễn được rằng ở dạng đó là 2n cộng 1. Được chưa? Và đây là các số lẻ bình phương thì ta có được là 2n cộng 1 tất cả bình phương, và thầy đem trừ với 1. 1 thì ở đây nó chính là 1 bình phương, như vậy thầy vận dụng cái tính chất đó là m bình trừ đi n bình. Được chưa nhỉ? Thì giá trị này sẽ bằng là m đóng vai trò là 2n cộng 1, còn n đóng vai trò đó là 1. Được chưa nhỉ? Như vậy giá trị ta sẽ có được là bằng tích của m trừ n nhân m cộng n. Vậy ta có được là 2n cộng 1 trừ đi 1 nhân với 2n cộng 1 cộng 1. Vậy giá trị này ta thu gọn lại, ta có được 2n nhân với 2n cộng 2. Như vậy là 2n nhân với 2n cộng 2 thì ta đặt được là 2 nhân với 2 ra ngoài nó chính là 4. Như vậy 4 nhân với n nhân với n cộng 1. Được chưa nhỉ? Đấy. 4 nhân với là n cộng 1. Ở đây ta có 4 nhân với là n nhân với n cộng 1. Thế thì ở chỗ này thầy chuyển nhầm đây rồi. Nha. Số 8. Số 8 ở đây thì đây lưu ý chỗ này là chỗ này ta còn ngắt ra chỗ này nữa. Vậy từ đây ta mới suy ra được cái giá trị này nhá. Từ đây ta mới suy ra được là 2n cộng với 1 tất cả bình phương thì giá trị này sẽ bằng 4 nhân với n nhân với là n cộng với 1 cộng với 1 nữa. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì giá trị này được chưa? Thế thì vận dụng vào đây thì ta sẽ có như sau. Thì giá trị A này sẽ bằng, đầu tiên thì với n bằng 1 thì ta vẫn là có 1 thôi. Tiếp theo là ứng với n ở đây là n ở đây là ở đầu tiên là ứng với n bằng 0. Tiếp theo là ứng với n bằng 1. N bằng 1 thì ta có được 3 bình phương, thì ta thay vào công thức này ta có được rằng là 4 nhân với 1 nhân 2 cộng với 1. Rồi cộng với là 4 nhân với gì? Là 2 nhân 3 rồi cộng với 1 nữa.
Yeah, cộng cho dấu chấm cộng đến 4 nhân với 50 nhân 51 cộng với 1. Như vậy kết quả ở đây thì ta sẽ đưa làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì ta đặt là 4 ra ngoài là có 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 rồi cộng dấu chấm cộng đến 50 nhân 51. Và nhóm thứ hai nó chính là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 dấu chấm đến cộng 1. Đấy nhỉ? Thì cái quan trọng nhất là đề ta có bao nhiêu số số hạng 1 ở đây. Thì ta thấy là từ 1 đến 50 thì có 50 số số hạng, như vậy cộng thêm một số hạng 1 nữa là 51, như vậy ta có là 51 nhân 1 chính là 51. Được chưa? Thế còn dãy 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng với chấm chấm cộng 50 nhân 51 thì cái dãy này các em đã được tính rồi. Đúng nhỉ? Vậy ta có được đó là gì? Là bằng 50 nhân 51 nhân với là 52 rồi tất cả chia cho 3. Được chưa? Vậy giá trị này ta tính ra thì ta có được là 176.851. Đây, lưu ý cái bài 8 thì phương pháp ta làm như vậy. Ngoài ra thì có thêm một cái phương pháp khác, nếu mà chút nữa thì sang đến dạng kia thì thầy sẽ nói tiếp theo một cái phương pháp nữa. Chú ý cho thầy cái bài 8 này nhé, thì thầy sẽ nhắc lại. Ta sang đến bài số 9. Tính biểu thức A đây bằng 1 nhân với là 2 mũ 2 cộng 2 nhân với 3 mũ 2 cộng với 3 nhân 4 mũ 2 rồi cộng dấu chấm cộng đến là 98 nhân với là 99 mũ 2. Thế ở bài này thì ta sẽ làm như sau. Ở đây thì một cái giá trị 2 ở một cái thừa số lũy thừa mũ 2 ấy, ta tách ra. Ví dụ như trong đây là 1 nhân với 2 mũ 2 thì ta sẽ tách ra là 1 nhân 2 nhân với 2. Thì cái giá trị 2 cuối cùng đấy thì ta tách ra đó là bằng 3 trừ đi 1. Được chưa? Tương tự như vậy thì đối với giá trị 3 cuối cùng tiếp theo ta có là tách ra 4 trừ đi 1. Và tiếp theo là 5 trừ 1 và cuối cùng đó là 100 trừ đi 1. Đấy nhỉ? Đến đây ta bắt đầu nhân ra. Để nhân ra thì đến đây ta sẽ là chia ra làm hai nhóm. Đấy nhỉ? Nhóm thứ nhất thì ta có 1 nhân 2 nhân 3 cộng với là 2 nhân 3 nhân 4 cộng với 3 nhân 4 nhân 5 cộng chấm chấm cộng đến 98 nhân 99 nhân với 100. Được chưa nhỉ? Đó. Trừ đi là 1 nhân 2 cộng với 2 nhân 3 cộng với 3 nhân 4 cộng chấm chấm cộng đến là 98 nhân với 99. Đó. Thế thì ở đây nhá, đối với dãy đầu tiên thì phương pháp đó là ta nhân 4 vào hai vế. Được nhỉ? Nhân 4 vào hai vế ta tách ra thì cái chuỗi này ta đã có cái công thức ta làm ở trong cái bài trên rồi. Đó. Thì cái kết quả này ta ra được rằng là 98 nhân 99 nhân với 100 nhân 101 chia cho 4. Còn cái chuỗi thứ hai ta cũng có công thức tiếp theo rồi. Đó là 98 nhân 99 nhân với 100 chia cho 3. Nhưng nếu mà khi làm trong các bài thi thì các em lưu ý rằng là ta cần đặt cái biểu thức một cái giá trị là B, một biểu thức kia là biểu thức C. Ta tính cụ thể ra của B và của C ra nhé, chứ ta không được áp dụng là như thầy đấy áp dụng nhé. Đấy nhỉ? Bởi vì là trên thầy đã có rồi, do đó thì chỗ này thì thầy chỉ nhắc lại thôi. Ở đầu thì cái cách nào mà cách giải ấy, thì tương tự như ở trên rồi. Vậy kết quả đây thì ta ra được rằng là A bằng 98 nhân 33 nhân 25 nhân với là 299. Kết quả ta là như vậy. Bài số 10 đó là ta có vào dạng tiếp theo. A bằng 1 mũ 3 cộng với là 2 mũ 3 cộng với 3 mũ 3 rồi cộng với chấm chấm cộng đến n mũ 3. Vận dụng ở đây đó là tính B bằng 1 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng với chấm chấm cộng đến là 2017 mũ 3. Thế thì phương pháp của bài này thì ta làm như thế nào? Thì cái quan trọng nhất ta cũng lại phân tích được cái n mũ 3 ra. À, thì ở đây ta làm như sau. Ta có cái n mũ 3 này, trừ đi n. Thì đến đây ta thấy là có n là chung, ta đặt n ra ngoài. Như vậy khi đặt n ra ngoài thì số hạng thứ nhất còn lại là n mũ 2. Và số hạng thứ hai còn lại là trừ 1. Thế nhỉ? Vậy là ta lại có n bình phương trừ đi 1 thì nó chính là n bình phương trừ đi 1 bình phương. Nhỉ? 1 thì ta coi là 1 bình phương mà. Vậy ta lại vận dụng cái tính chất là m mũ 3 m bình phương trừ đi là n bình phương ấy. Đúng nhỉ?
Vậy chỗ này ta vận dụng ta có được là n trừ 1 nhân với n cộng 1. Vậy kết quả đây ta có n nhân với n trừ 1 nhân với n cộng 1. Vậy từ đây thầy suy ra được n mũ 3 đây sẽ bằng n trừ 1 nhân với n cộng 1 cộng với n. Âm n thầy chuyển từ vế trái sang vế phải thì ta có được là cộng n. Được chưa? Rồi. Ta vận dụng vào thì ta có như sau. Đầu tiên ứng với là n bằng 1. N 1 thì ta có là 0 cộng với 1 chính là 1. Tiếp theo là n bằng 2, ta có 1 nhân 2 nhân 3 cộng với 2. Tiếp theo là n bằng 3, ta có là 2 nhân 3 nhân 4 cộng với 3. Rồi cộng với chấm chấm cộng đến là n. Thì n trừ 1 nhân với n cộng 1 cộng với n ở đây. Được chưa nhỉ? Đến đây thì ta lại tách ra làm hai nhóm. Đúng nhỉ? Thì hai nhóm này ta đã biết rồi. Ta có được là 1 nhân 2 nhân 3 cộng 2 nhân 3 nhân 4 cộng chấm chấm cộng đến là trừ 1 nhân với n nhân n cộng 1. Còn nhóm thứ hai ta có là 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng đến n. Vậy hai nhóm này thì ta có được là tính ra được là n trừ 1 nhân n cộng 1 nhân n cộng 2 chia cho 4 cộng với n nhân với là n cộng 1 chia cho 2. Nên ta quy đồng lên nhá. Ta nhóm được là n nhân với n trừ đi 1 ra ngoài. Thì số thứ nhất thì ta còn lại đó là n trừ 1 nhân với n cộng 2 chia cho 4 cộng với số thứ hai là 1 phần 2. Vậy ta quy đồng lên, ta nhân ra thì ta có được là n bình phương cộng n trừ đi 2 cộng với 2 chia cho 4. Như vậy kết quả đây ta có 2n bình phương. Nhà 2n bình phương ở đây là chia cho à đây là ta có đặt được n ra ngoài. Ở đây ta có được n nhân với n cộng 1 nhân với là n bình phương cộng với n thôi. Chia cho 4. Được chưa? Thế cái giá trị nhá, n bình phương cộng với n ấy, thì ta ra được là n đặt được n ra ngoài đúng không? Vậy ta có được n nhân với n cộng 1. Vậy ta đều có hai lần của n nhân với n cộng 1 thì chỗ này ta sẽ có được là gì nhỉ? N nhân với n thì ra là n bình phương. N cộng 1 nhân với n cộng 1 thì ra là n cộng 1 bình phương. Vậy ta đặt mũ 2 ra ngoài thì ta có được là n nhân với n cộng 1 là mũ tất cả mũ 2. Đấy nhỉ? Chia cho 4. 4 thì nó chính là 2 bình phương. Như vậy ta lại đưa tiếp vận dụng tính chất bị thừa, ta đưa vào thì ta có được là n nhân với n cộng 1 chia cho 2 tất cả bình phương. Được chưa? Đấy, lưu ý là như vậy. Rồi tiếp theo đó là ta áp dụng. Áp dụng ở đây được ứng với giá trị n bằng là 2017. Được chưa nhỉ? Thì ta thay vào công thức trên thôi. Thì giá trị này ta có được rằng là 2017 nhân với là 2017 nhân với 2018 chia cho 2 tất cả bình phương. Vậy giá trị này sẽ ra được là 2017 nhân với 109 tất cả bình phương. Thế trong cái phần sách giáo khoa người ta có một cái phần đó là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3. Được không nhỉ? Cộng với 4 mũ 3 rồi cộng với 5 mũ 3 thì yêu cầu tính cái phần đó. Đúng không nhỉ? Thì tính phần đó thì chỗ đấy người ta chỉ có áp dụng công thức đó là gì nhỉ? Là ta lấy là gì nhỉ? Là nếu giá trị đấy sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng đến là gì? Đến 5 đúng không? Với là 5 3 thì là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 rồi tất cả gì? Bình phương. Được chưa? Thì giá trị đấy ta lại là dãy số cách đều đúng nhỉ? Thì ta có được là n nhân với n cộng 1 chia cho 2 tất cả bình phương chưa? Trong phần này thì lưu ý thầy nhé, cái công thức này ta có thể là giá trị công thức của A này sẽ bằng đó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm chấm cộng đến n rồi tất cả bình phương lên. Thì cái 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm chấm cộng đến n đấy, đấy là dãy số cách đều. Ta đã tính ra được là bằng n nhân với là gì? N cộng 1 chia cho 2 tất cả bình phương. Được chưa nhỉ? Thì đấy là lưu ý thầy như vậy nhé. Rồi tiếp theo thì bài số 11. Bài số 11 này thì thực tế ra nó là sự biến hóa của bài số 10 thôi.
tính biểu thức a bằng 2 mũ 3 cộng với 4 mũ 3 cộng với 6 mũ 3 rồi cộng chấm cộng đến là 98 mũ 3 cộng với 100 mũ 3 ở đây. Thì ở đây ta thấy là cũng là giống như cái bài về mũ 2 ấy. Ta tách ra. 2 nó chính là 1 nhân 2, 4 nó chính là 2 nhân 2. 6 nó chính là 2 nhân 3 rồi cộng chấm là 98 thì ta ra được 2 nhân với là 49, 100 là 2 nhân với 50. Đó, ta lại tách ra làm hai lũy thừa, đúng không nhỉ? 2 mũ 3 thì giữ nguyên, còn là 4 mũ 3 ta tách ra là 2 mũ 3 nhân với là 2 mũ 3, 6 mũ 3 là 2 mũ 3 nhân với 3 mũ 3. Đấy nhỉ? Tương tự vậy 98 mũ 3 ta tách ra là 2 mũ 3 nhân với là 49 mũ 3. Và 100 đây ta tách ra là 2 mũ 3 nhân với 50 mũ 3. Được chưa? Khi tách ra thì ở đây như các em nhìn thấy ở đây thì ta thấy được là đều có 2 mũ 3 ta đặt được ra ngoài. Thì là 2 mũ 3 ra ngoài. Thì số hạng thứ nhất còn 1, số hạng thứ hai còn 2 mũ 3, số hạng thứ ba còn lại 3 mũ 3. Và đến số hạng cuối cùng là còn lại là 50 mũ 3. Được chưa? Thì cái 1 mũ 3 ấy, 1 thì nó chính là 1 mũ 3 đúng không? Vậy là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 ấy cộng đến 50 mũ 3 thì phần này ta đã có công thức rồi. Hiểu không nhỉ? Thì giá trị này có thể là bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng đến 50 tất cả bình phương. Được chưa? Hoặc các em có thể vận dụng công thức đó là n nhân với n cộng 1 chia cho 2 tất cả bình phương đi nhỉ. Đấy. Vậy kết quả ở đây ta ra được đó là chà chà to gớm nhỉ. 13.005.000. Được chưa? Tiếp theo thì bài số 12. Bài số 12 này cũng là sự biến hóa của cái bài số 10 thôi. Đây là dãy lẻ a cộng với 1 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 5 mũ 3 rồi cộng chấm chấm cộng đến 99 mũ 3. Trong dãy lẻ này thì ta lại có một cái phương pháp khác ta có thể làm ở đây. Đó là ta làm như sau. Trong cái dãy mà ta vừa đã tính ra được đó là cái dãy 2 mũ 3 cộng 4 mũ 3 cộng với 100 mũ 3 là ta tính được ra rồi đúng không? Do đó thì thầy sẽ là gọi một cái biểu thức B bằng cái dãy 2 mũ 3 cộng 4 mũ 3 ấy cộng chấm chấm đến 100 mũ 3 ấy, được chưa nhỉ? Đó, dãy này ta tính được rồi. Mà cái dãy mà nếu mà ta lấy A cộng B thì ta cũng hoàn toàn tính ra được. Đúng không nhỉ? Do đó từ đây thầy suy ra được nhá. Ta có là A cộng với B thì giá trị này sẽ bằng cái giá trị đó là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 rồi cộng đến 99 mũ 3 cộng 100 mũ 3. Đúng nhỉ? Đây cái biểu thức B này thì thầy lấy lại cái giá trị trên ta tính ở trên thôi. Nha. Đây. Ta lấy là giá trị A cộng với B. Được không nhỉ? Thì ta ra một cái dãy này. Cái dãy này thì ta hoàn toàn vận dụng ra được là sẽ bằng là gì nhỉ? Ứng với n 100 ta có là 100 nhân với 101 chia cho 2 tất cả bình phương. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì ở đây là gì nhỉ? Ta tính ra được cái giá trị của A cộng B rồi, mà giá trị B ta cũng đã tính ra được rồi. Thì suy ra được tính ra được cái giá trị A được chưa nhỉ? Đấy, từ đây ta mới suy ra là tính ra giá trị A ở đây A sẽ bằng là 50 mũ 2 nhân với 101 mũ 2 trừ đi giá trị B. Ở chỗ này thực hiện đến đây là các về phép tính. Ở chỗ này các em tính ra cho thầy nhá. Cái kết quả đây thì ra được 50 bình phương nhân với là 4.999. Đấy, lưu ý thầy như vậy. Thế thì đối với bài này thì phương pháp ở đây đó là ta cộng thêm một cái dãy chẵn. Khi ta cộng thêm một dãy chẵn vào thì nó chính là ta lại trừ đi một cái dãy chẵn đấy. Được chưa nhỉ? Đấy, thì cộng vào một dãy chẵn đấy thì ta ghép cái dãy lẻ với dãy chẵn đấy ra một cái dãy mà ta đã tính ra được. Còn cái dãy chẵn còn lại thì ta cũng là tính ra được. Được chưa? Để đấy cái phương pháp của bài số 12 thì lưu ý với thầy nó ta sẽ làm như vậy. Nha. Tiếp theo ta sang bài số 13. Bài này khó hơn chút. Ở đây ta có A bằng là 1 mũ 3 trừ 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 trừ đi 4 mũ 3 rồi cộng chấm chấm cộng đến là 99 mũ 3 trừ đi 100 mũ 3. Thế nhìn sơ qua đây các em thấy được rằng là để làm được cái bài này thì ta thấy được rằng là ta sẽ nhóm ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là một dãy lẻ và nhóm thứ hai là một cái dãy chẵn. Dãy chẵn này ta đặt dấu trừ ra đằng trước thì các số hạng trong ngoặc thay đổi, tức là giá trị này sẽ bằng là dương của 2 mũ 3 cộng với 4 mũ 3 rồi cộng chấm đến 100 mũ 3. Được chưa? Đấy, đây.
thầy sẽ tách ra làm hai dãy như này. Đấy nhỉ. Thế thì ở đây cái dãy nẻ, để tính ra được dãy nẻ thì ta cần cộng thêm vào một dãy chẵn nữa đúng không? Vậy ta sẽ cộng từ 2 mũ 3 cộng 4 mũ 3 rồi cộng dấu chấm cộng đến 100 mũ 3 vào cái dãy nẻ kia. Được chưa nhỉ? Thì ta ra được là 1 mũ 3 cộng với là 1 mũ 3 cộng với là 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 rồi cộng chấm chấm đến 100 mũ 3. Đấy, khi ta cộng vào một dãy nẻ đấy thì ta cần phải trừ đi một dãy nẻ. Mà chỗ này ta đã có thêm một lần dãy nẻ rồi, như vậy chỗ này thì ta phải là gì nhỉ? Trừ đi hai lần của dãy hai lần của dãy chẵn này. Đây nhỉ, ta đã có một dãy chẵn rồi. Vậy thì chỗ này ta cộng vào cái dãy nẻ đấy là một cái dãy chẵn nữa thì ta cần phải trừ đi một cái dãy chẵn nữa. Vậy chỗ này ta phải trừ đi hai lần cái dãy chẵn này. Đúng chưa? Đấy. Thế đến đây thì ta thấy là quay lại bài toán đó là ở cái dạng bài 10 rồi. Ta hoàn toàn tính ra được. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế đây kết quả mà thầy đã tính ra. Chà chà. Kết quả này ra âm nhá. Âm của 2500 nhân với 203. Các em có thể là thực hiện phép tính này cũng được. Chưa? Yeah. Thầy để kết quả ở dạng như này thôi. Bài số 14. Ở đây người ta cho là A bằng 1 nhân với 99 cộng 3 nhân 97 cộng 5 nhân với 95 cộng với chấm chấm cộng đến 49 nhân với 51. Thì đối với ở dạng này thì cái phương pháp thì ta sẽ làm như sau. Cái giá trị 99 kia ta tách ra là 100 trừ đi 1. 97 thì nó chính là 100 trừ đi 3. Và tương tự như vậy là 95 ta là 100 trừ đi 5. Ở chấm chấm đến là 51 thì nó chính là 100 trừ đi 49. Đúng nhỉ? Vậy đến đây là ta lại nhân ra và tách ra làm hai vế. Với dãy thứ nhất thì ta thấy được là hoàn toàn ta đặt được 100 ra ngoài. Đúng nhỉ? Đây, ta nhân ra nhé. Ta nhóm vào làm hai nhóm. Được chưa nhỉ? Đấy, 1 nhân 100 cộng 3 nhân 100 cộng 5 nhân 100 rồi cộng dấu chấm cộng đến là 49 nhân 100. Nhóm thứ hai là ta có dấu trừ ở tất cả các số hạng, do đó ta đặt dấu trừ ra ngoài. Được chưa nhỉ? Thì bên trong ngoặc này thì còn lại là 1 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng 5 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 99 mũ 2. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ thầy đặt cái giá trị là biểu thức B bằng 1 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng 5 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 99 mũ 2 đúng không? Là ta cần tính ra cái giá trị này. Thì cái ở cái bài số 8 vừa nãy thầy đã nhắc nói cho các em đó là ta sử dụng cái phương pháp trong cái bài 8 đó là ta sử dụng cái phương pháp đó là vận dụng của cái công thức đấy. Được chưa nhỉ? Trong cái phần này thì thầy lại không vận dụng công thức nữa mà thầy sử dụng cách số 2, đó là thầy sẽ cộng vào một dãy nẻ, cộng vào một dãy chẵn, sau đó trừ đi một dãy chẵn. Được chưa? Cái dãy chẵn đó là ta đã có rồi. Được chưa nhỉ? Khi cộng vào thì ta có được là gì nhỉ? Chẵn và lẻ thì cái dãy này ta tính rồi, còn dãy chẵn thì ta cũng có phương pháp để ta tính rồi. Được chưa? Đấy, cái bài số 9 hay bài số 10 đấy. Được chưa? Ở bài số 8 9. Còn cái dãy mà 1 nhân với 100 cộng 3 nhân 100 cộng 5 nhân 100 đấy thì ta hoàn toàn đặt được 100 ra ngoài đúng nhỉ? Bên trong còn 1 cộng 3 cộng 5 cộng với 49. Thì 1 3 5 4 9 đây là các số mà gì nhỉ? Số tự nhiên này. Được chưa nhỉ? Cách nhau là hai đơn vị ở đây. Được chưa? Thì đây cũng là dãy số cách đều thôi. Thế đây phương pháp cái câu B như này nhá. Thầy sẽ cộng vào một dãy chẵn từ 2 mũ 2 cộng 4 mũ 2 đến là 50 mũ 2. Và khi cộng vào thì ta lại phải trừ đi đúng nhỉ? Bởi bản thân cái B này ta chỉ có là 1 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng 5 mũ 2 cộng đến 49 mũ 2 thôi. Được chưa? Đây ta cộng vào ta ghép lại. Thì cái giá trị thứ nhất đó là 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 cộng với 3 mũ 2 cộng với chấm chấm cộng đến 50 mũ 2. Trừ đi đối với cái dãy kia thì ta thấy là ta đặt được 2 mũ 2 ra ngoài đúng nhỉ? Thì bên trong còn 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 cộng với là 25 mũ 2. Vậy cả hai cái dãy này thì ta đều là có cách tính rồi. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì giá trị này sẽ bằng ở đây ta có là n nhân với n cộng 1 nhân với là gì? 2n cộng 1 chia cho 6. Đúng nhỉ? Đấy, thì ta có ở đây. Vậy kết quả ở đây ta ra được là 20.825. Được chưa? Thì đấy là cái phương pháp của cái bài số 14 thì ta sẽ làm như vậy. Đấy thì lưu ý như thế nhá. Ở
rồi. Như vậy thì đấy là ta mới tính ra cái giá trị của biểu thức B. Bây giờ ta cần thay vào để tìm ra A. Vậy cái giá trị này A đây sẽ bằng là 100 nhân với 1 cộng 3 cộng 5 cộng 0 chấm cộng đến 49. Trừ đi cái giá trị B này nó chính là 20.825. Được chưa? Kết quả ở đây ta ra được là cái giá trị A đây sẽ bằng 41.675. Được chưa? Để thực hiện phép tính này cho thầy. Rồi tiếp theo thì ta sang đến bài số 15. Bài số 15 ở đây đó là tính biểu thức A bằng 1 nhân với 3 cộng 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 rồi cộng 0 chấm cộng đến 97 nhân 99. Thì đối với bài này thì phương pháp thì ta sẽ làm như sau. Ta nhân 6 vào hai vế. Nhớ thầy ở cái dạng này nhá, thì phương pháp đó là ta nhân 6 vào hai vế. Đây ta sẽ có được là 1 nhân 3 nhân 6 cộng 3 nhân 5 nhân 6 cộng với 5 nhân 7 nhân 6. Rồi cộng nhân chấm đến 99 97 nhân 99 nhân với 6. Được. Vậy thì từ đây cái 6 thì ta sẽ tách ra như sau. Số hạng thứ nhất 6 thầy sẽ tách ra là 5 cộng với 1. Đấy. Còn từ số hạng thứ hai các giá trị 6 kia thầy sẽ tách ra 7 trừ 1, 9 trừ 3 rồi đến 101 trừ đi 9 5. Hình như cũng có một cái dạng vừa ấy tương tự ta đã làm như này rồi, đúng nhỉ? Dạ. Vậy khi tách ra thì ta có các giá trị triệt tiêu ở đây thì ta chỉ còn lại đó là 6A bằng 97 nhân 99 nhân với 101 trừ đi 3. 97. Thầy nhầm chút nha, chỗ này như cộng với 3 đúng hơn. Được chưa nhỉ? Đây, giá trị này là cộng với 3. Kết quả ở đây là 96 99 03. Cái này chia cho 6 thì ở chỗ này ta ra được là 161651 nha. Chỗ này ta cộng với 3 để lưu ý thành như vậy. Đấy. Thì đấy phương pháp thì đối với dạng 15 thì ta sẽ làm như thế. Đối sang bài số 17. Tính A bằng 1 nhân 2 cộng với 3 nhân 4 cộng 5 nhân 6 cộng với 0 chấm cộng 99 nhân 100. Thoạt đầu tiên thì ta nhìn có vẻ là giống ở cái dạng số bài số 3, bài số 2 rồi đấy. Không phải. Đấy nhỉ? Là số 2 đó là 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cơ. Nhưng mà chỗ này ta có 1 nhân 2 cộng 3 nhân 4. Như vậy đối với bài này thì phương pháp thì ta sẽ làm như sau. Cái giá trị thừa số thứ hai của mỗi số số hạng ấy thì ta tách ra. Đấy nhỉ? 2 sẽ bằng là 1 cộng 1. 4 thì sẽ bằng là 3 cộng 1, 5, 6 sẽ bằng 5 cộng 1, cộng nhân chấm cộng đến là 100 là 99 cộng 1. Chà. Nên ta lại nhân ra là tách ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì ta có là 1 bình cộng 3 bình cộng 5 bình cộng nhân chấm cộng đến 99 bình. Còn nhóm thứ hai ta có là 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 99. Đấy nhỉ. Thế như vậy cả hai nhóm này thì ta đều tính được rồi. Đấy nhỉ. Đấy. Cả hai nhóm này ta đều tính được rồi. Đây, ta đặt B bằng cái này thì ta vừa có cái bài ta tính như thế này. Đấy, kết quả đây ta ra được cái giá trị B ở đây là 166.650. Cái còn 1 cộng 3 cộng 5 cộng 99 đây là dãy số cách đều. Có khoảng cách là 2. Được chưa nhỉ? Rồi đây ta có được cái giá trị A đây sẽ bằng là B cộng với là 100 nhân 50 chia cho 2. Được chưa? Giá trị này kết quả ta được ra là 169.150. Để lưu ý thì như vậy. Rồi tiếp tục thì ta sang đến bài số 16 ở đây. Bài 16 ở đây ta có một cái dãy khác. A bằng 1 nhân 3 nhân 5
cộng 3 nhân 5 nhân 7, cộng với 5 nhân 7 nhân 9, cộng với chấm cộng đến là 95 nhân 99 nhân 97 nhân 99. Thế trong cái dãy này thì đây ta thấy là các số lẻ ở nhà. Phương pháp ở đây thì ta sẽ nhân 8 vào hai vế nha. Vậy nhân 8 vào hai vế ở đây thì ta có được 8a. Đấy, 1 nhân 3 nhân 5 nhân 8 cộng 3 nhân 5 nhân 7 nhân 8 cộng với là 5 nhân 7 nhân 9 nhân 8. Rồi cộng thêm chấm là 50 95 nhân 99 nhân 97 nhân 99 nhân 18. Thì cái giá trị 8 số hạng đầu tiên ấy ta tách ra là 7 cộng với 1. Còn các số hạng tiếp theo thì ta sẽ tách ra được rằng ở dạng đó là 9 trừ đi 1, 11 trừ đi 3 và 101 trừ đi 93. Được chưa? Các bạn đến đây thì ta nhân ra thôi. Thì khi nhân ra thì ta thấy là có các là số hạng bị chi tiêu nhau. Kết quả cuối cùng thì 8a đây sẽ bằng là 95 nhân với 99 nhân với nhân 97 nhân 99 nhân với 101. Và cuối cùng cộng thêm với 15 nữa. 1 nhân 3 nhân 5 nhân 1. Cái số này không có giá trị nào chi tiêu thì ta còn nguyên số này nữa. Tức là ta còn này là cộng với 15 nữa. Như vậy từ đây ta suy ra 8a thì sẽ bằng cái giá trị này chia cho tất cả chi tiêu 8. Vậy kết quả ở đây thì ta ra được 11.517.600. Đấy, nhớ thầy là cái dạng số 16 này thì lưu ý thầy nó là ta nhân 8 vào hai vế. Đấy nhỉ. Rồi ta sang đến bài số 18. Tính giá trị của A bằng 1 x 2 x 3 cộng với 3 x 4 x 5 cộng 5 x 6 x 7. Rồi cộng chấm chấm đến 99 nhân với 100 nhân với 101. Thế thoát nhìn qua thì nó gần gần ra lá giống dạng 4 rồi đó, nhưng không phải. 4 nó chính là 1 x 2 x 3 cộng với 2 x 3 x 4, nhưng chỗ này nó 1 x 2 x 3 cộng với 3 x 4 x 5 cơ. Được chưa nhỉ? Để lưu ý dạng này thì là phương pháp. Ta sẽ làm như sau. Cái số chẵn ở giữa ấy ta sẽ tách ra. Ở đây 2 thầy sẽ tách ra là 5 trừ đi 3. Còn tiếp theo 4 là 7 trừ đi 3. 9 thì giá trị này sẽ bằng là 9 trừ đi 3. Rồi chúng ta sớm đến là 100, nó chính là 103 trừ đi 3. Vậy đến đây ta nhân ra và tách ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì ta có 1 x 3 x 5 cộng 3 x 5 x 7. Rồi, cộng với 5 x 7 x 9 cộng với 9, 9 nhân với 101 nhân với 103. Còn nhóm thứ hai ta thấy được rằng là các số kia đều là các số âm, ta là giúp trừ ra đằng trước, các số hạng trong ngoặc thay đổi. Dấu được như nhỉ, trở thành các số dương hết. Đây ta có 1 x 3 x 3 cộng với 3 x 5 x 3 và cộng với chấm đến 99 nhân với 101 nhân với 3. Như vậy đến đây thì ta thấy là cái số hạng ở cái dãy thứ nhất thì ta vừa tính trong cái bài số 17 rồi. Được nhỉ? Đấy, kết quả đây ta có đây rồi. À, còn cái dãy thứ hai ta đặt được 3 ra ngoài thì bên trong còn 1 x 3 cộng với 3 x 5 cộng 5 x 7 và cộng với chấm đến 99 nhân với 101. Nha. Cái dãy này thì ta lại có phương pháp tính rồi. Đúng nhỉ? Ta đặt cái này bằng B chẳng hạn thì cái giá trị này sẽ bằng gì? À, ta nhân 6 vào hai vế. Đúng không? Cái dạng này là dạng như bài 16 người ta gặp rồi. Được chưa? Đấy. Vậy đây giá trị A đây sẽ bằng kết quả đây. Rồi, cuối cùng thì ta ra được là 13.002.450. Lưu ý thầy số như vậy. Rồi tiếp theo thì sang đến bài số 19. Bài số 19 này thì khó hơn. Thầy thấy là bài này tương đối rất là khó. Nó có một số phương pháp khác rồi, cái này cho các em suy nghĩ. Trong bài này thầy sẽ tách như sau. Hình như là như chỗ này bài 19 thì thiếu đây mất rồi. Ở cái bài số 19 này thì thầy sẽ đưa vào cái phần bài tập về nhà, thầy sẽ đưa cái lời hướng dẫn cho các em nhé. Ở đây thầy sẽ cắt mất cái giá trị thầy tính ở đây rồi. Thì bài này tương đối rất là dài.
Thầy sẽ đưa vào cái phần hướng dẫn về cái phương pháp đó là ta tách từng cái ngụy thừa mũ 3 ra. Được chưa? Về phương pháp ta đặt ta tách từng cái ngụy thừa mũ 3 ra. Đấy. Tương đối là dài. Và cái kết quả ở đây thì thầy để ở dạng đó là cái biểu thức A là bằng C trừ 6D cộng 2E. Với giá trị là C thì giá trị này bằng cái dãy ở trên. Đấy nhỉ? D là cái dãy ở dưới này và E ở dưới này. Tức là đầu tiên là cái dãy A người ta sẽ tách ra làm ba cái dãy này. Được chưa nhỉ? Sau đó thì ta đặt ta tính từng cái dãy một. Được chưa? Đấy. Nên lưu ý thầy như vậy. Đối với dãy C đây là cũng là một cái dãy mới này. Phương pháp của dãy C đó là ta nhân 10 vào hai vế. Được nhỉ? Ta sẽ tách ra. Chỗ này kết quả ta ra là như vậy. Đối với dãy D thì ta làm rồi. Được nhỉ? Nhân 8 vào hai vế. Còn dãy E thì đó là ta cũng đã làm rồi. Đúng nhỉ? Đó là ta nhân 6 vào hai vế thôi. Đấy. Thế lưu ý là C, D, E. Chỉ duy nhất là cái dãy C ấy. Thì lưu ý cho thầy đó là ta nhân vào cả hai vế với 10 nhé. Cái dạng này hơi mới một chút này. Rồi tiếp tục thì đây nó bị lộn ngược ở đây. Thầy quên chắc là cái slide thầy chèn nó bị lộn ngược ở đây. Bài số 19 này này. Cái dãy A thì đầu tiên thầy sẽ tách ra như sau. Thứ nhất cái số 3 ấy, thầy lấy một cái giá trị 3 ra để tách ra 5 trừ 2. Tiếp theo giá trị kia là 7 trừ 2 và tiếp theo là 9 trừ 2 và tiếp theo là 53 trừ 2. Được chưa? Sau đó thầy nhân ra ta lại tách ra làm hai dãy. Được không nhỉ? Các số âm ta đưa vào một nhóm, còn đối với là các số dương ta đưa vào một nhóm. Được chưa? Đây ta tách làm hai dãy này. Vậy đến đây thì ta đặt B bằng cái dãy thứ nhất và có C là một dãy thứ hai thì bây giờ ta tính cái dãy thứ nhất, cái dãy của B này. Tương tự vậy thì ta có 3 mũ 2 kia ta tiếp tục ta tách tiếp. Được chưa? Cái giá trị này sẽ bằng 7 trừ 4, 9 trừ 4, 11 trừ đi 4 và 55 trừ đi 4. Đấy nhỉ? Vậy tách đây thì từ đây ta suy ra được nào. B đây ta lại đưa làm hai dãy tiếp nữa. Rồi bài này nó hơi dài là như vậy. Đúng nhỉ? Hai dãy tiếp và đeo ở đây thì ta thấy được rằng là các dãy số dương ta đưa vào một nhóm và số âm đưa vào một nhóm thì cái số âm kia ta có là cái 4 chung. Ta đặt 4 ra ngoài. Được chưa nhỉ? Đấy, đặt trừ và đặt 4 ra ngoài, tức là ta đặt trừ 4 ra ngoài. Đấy. Từ đây ta mới tính tiếp cái dãy C, đặt cái dãy C kia là bằng 1 x 3 mũ 2 cộng với là 3 x 5 mũ 2 ấy. Đấy nhỉ? Đấy, dãy C đây. Tương tự vậy dãy C ta tạo tách ra nhá, phương pháp tách ra như vậy. Vậy kết quả đây ta lại cũng đã ra là hai dãy. Vậy đến đây thì suy ra cái dãy A kia nó chính là bằng dãy B trừ đi 2 lần dãy C đúng không? Để thay vào. Được chưa nhỉ? Thay vào rút gọn đi, chỗ này dãy A đây sẽ bằng là hình như là chỗ này thầy có đập tí đặt sang kia có vấn đề lộn chỗ kia đúng không nhỉ? Đúng không? Dãy A đây là bằng 1 x 3 x với 5 x với 7 cộng với 3 x 5 x 7 x 9 cộng 5 x 7 x 9 x 11 rồi cộng chấm cộng đến là 49 x 51 x với 53 x với 55 trừ đi 6 lần 1 x 3 x 5 cộng 3 x 5 x 7 cộng với 5 x 7 x 9 cộng chấm đến là 49 x 51 x với 53. Thế nhỉ? Rồi cộng với 2 nhân với 1 nhân 3 cộng 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 cộng với chấm cộng đến là 49 nhân 51. Chưa? Đấy, đấy, đấy là cái biểu thức A khi ta tách ra là như vậy. Và khi ta tách ra được như vậy rồi thì bây giờ ta tính từng cái dãy một. Thì từng cái dãy này thì ta đã tính trong cái phần trên này. Đây. C, D, E. Để thầy có nhầm một chút đây là ta tính cái giá trị đặt đây C nó bị trùng. Nha. Chỗ này ta nên đặt cái giá trị đây là biểu thức F đi. Đây. F. Vậy cái giá trị F đây là bằng này. Được không nhỉ? Đó. Vậy biểu thức A cuối cùng đây giá trị này sẽ bằng F trừ đi 6D cộng với 2E. Nha. Đây ta kết quả cuối cùng ta ra được đây.
Đến đây các em tự thay vào cho thầy nhé. Số nó tương đối nó rất là to nha. Rồi tiếp theo ta sang đến bài số 20. Bài số 20 đây ta có biểu thức A bằng 1 nhân với 99 mũ 2 cộng 2 nhân 98 mũ 2 cộng 3 nhân với là 97 mũ 2 cộng dấu chấm cộng đến 49 nhân 51 mũ 2. Thì đối với phương pháp bài này thì ta sẽ tách ra thì đã một ở giá trị 1 kìa. Thì ta sẽ tách ra là 100 trừ đi 99. Đúng nhỉ? Thì khi 100 trừ đi 9 đến lúc ta tách ra làm hai hai số để nhà thực hiện cái phép gọi là phép phân phối đúng nhỉ? Thì ta ra được là 99 mũ 3 đúng không? Đúng nhỉ? Tương tự vậy hai kia ta biểu diễn đó là 100 trừ đi 98. Đúng nhỉ? Phương pháp ta làm như sau. Như chỗ này thầy toàn bị đặt ngược ngược slide mất rồi. Đúng không? Sorry chút nhé. Đây thầy chắc là chèn slide nó bị ngược chút. Ở đây như sau này. Ở cái giá trị A đây thì như nói trên ấy thầy sẽ tách như sau này. A đây sẽ bằng là 100 trừ đi 99 này. Đấy, nhà nhân với 99 bình phương này cộng với 100 trừ đi 98 nhân với 98 bình phương rồi cộng với là 100 trừ đi 97 nhân với 97 bình phương rồi chấm chấm đến 100 trừ đi 51 nhân với 51 bình phương. Đến đây thầy sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì ta thấy là khi có 100 nhân 99, 100 nhân 98, chỗ này thầy đặt từ 100 ra ngoài. Bên trong là 98 bình phương cộng 99 99 bình phương cộng 98 bình phương cộng 97 bình phương cộng với chấm chấm cộng đến 51 bình phương. Đấy nhỉ? Trừ đi các giá trị âm kia thì ta đặt là gì dấu trừ ra ngoài, còn lại khi đưa vào trong ngoặc thì nó trở thành các số dương. Vậy là 99 mũ 3 cộng với 99 98 mũ 3 cộng 97 mũ 3 cộng chấm chấm đến là 51 mũ 3. Được chưa? Thì cái giá trị này em thấy được là thầy đảo ngược lại để ta dễ tính thôi nhá. Từ 99 đến 51 thì thầy đảo ngược lại từ 51 đến 99. Được chưa? Vậy ta 51 bình phương cộng 52 bình phương cộng 53 bình phương cộng chấm chấm đến 99 bình phương. Tương tự vậy thì 51 mũ 3 cộng 51 mũ 52 mũ 3 cộng 53 mũ 3 rồi cộng chấm chấm đến là 99 mũ 3. Được chưa? Thế chỗ này ta tính từng dãy một. Được không nhỉ? Đấy, đây tính từng dãy thì trong cái phần slide trước đây thầy có đặt đây. Được chưa? Đấy, đặt B bằng cái giá trị thứ nhất, dãy thứ nhất và C bằng giá trị thứ hai. Thì dãy thứ nhất thì ta đã tính rồi. Đúng nhỉ? Đấy. Nhưng lưu ý rằng là ở đây nhé, là trong cái dãy trước thì ta thấy là xuất phát nó từ là một bình phương. Được không nhỉ? Thì các em làm dễ, nhưng đây là bắt đầu từ 51 bình phương thì cẩn thận chỗ này không lại nhầm hết cho thầy nhé. Thầy lưu ý chỗ này cho thầy. Đấy. Tương tự như vậy là cái dãy mũ 3 kìa. Đấy. Đây là từ 51 mũ 3 chứ không phải từ 1 mũ 3 nhé. Đấy. Cẩn thận chỗ này không là nhầm là bị mất điểm đấy. Đấy. Lưu ý thầy như vậy. Vậy sau khi ta tính ra được B và tính ra được C rồi thì từ đây cái giá trị A này có phải bằng 100B trừ đi C đúng không nhỉ? Đấy, đây nhá. 100 đây, A sẽ bằng 100B trừ đi C. Như vậy từ đây ta mới suy ra được rằng là A đây sẽ bằng, ta thay vào thôi. Thì kết quả cuối cùng đây là 5.765.625. Được chưa? Lưu ý thầy như vậy. Rồi ta sang đến bài số 21. Đây là một dạng khác. Tính giá trị của biểu thức này. A bằng 9 cộng 99 cộng 999 cộng với chấm chấm đến 999 chấm đến 9. Và đây là có 100 chữ số 9. Thì về cái phương pháp của bài này thì ta thấy là để cộng được thì chỗ này thì ta cần đưa về dạng đó là phần 10. Đưa về cái giá trị của 9 thì nó chính là gì nhỉ? 10 trừ 1. 99 thì nó chính là 100 trừ đi 1. Cái giá trị này ta cộng được. Đúng nhỉ? Đấy, như vậy giá trị này sẽ là ta làm như sau. Này. 9 thì sẽ bằng 10 trừ 1 cộng với 100 trừ 1 cộng với 1000 trừ 1 cộng chấm chấm đến là 100 có 100 chữ số 0 trừ đi 1. Ê, ta nhóm vào thôi.
10 cộng với ta làm hai nhóm, nhóm dương. 10 cộng 100 cộng với 1000 cộng với chấm đến là 100 chữ số 0 ở đây. Rồi trừ đi là ở đây là gì nhỉ? Một số 0 đến 100 chữ số 0 nên như vậy chỗ này ta sẽ có được là 100 chữ số 1. Đúng nhỉ? 100 chữ số 1 ở đây. À, như vậy là trừ 1 trừ 1 trừ 1. À, như vậy giá trị này ta có là trừ ở đây là trừ là trừ 100. Đúng chưa? 10 cộng với 100 là 110. Đúng chưa nhỉ? Đấy, tương tự vậy thì ta sẽ ra được cộng vào có là 111 rồi cuối cùng đến là 10. Như vậy ở đây ta thấy được rằng là 100 chữ số 0 thì chỗ này ta là mất đi một chữ số 0, như vậy là sẽ có 100 chữ số 0. Thì chỗ này thì ta cộng vào thì ta sẽ có được rằng là gì nhỉ? Là trở thành là còn lại một chữ số 0 thôi, còn 99 chữ số 0 lại thì sẽ trở thành 1, đúng nhỉ? Như vậy là 99 chữ số 1 cộng một chữ số 1 đầu tiên nữa, như vậy chỗ này ta sẽ có được là 100 chữ số 1. Được chưa? Ở chỗ này ta thực hiện phép trừ thôi. Vậy cuối cùng ở đây ta có ra được số là 111 chấm chấm đến 1010. Đấy, và có 99 chữ số 1 ở đây. Để lưu ý thành như vậy. Vậy ta có thêm một cái dạng biến đổi nữa ở cái dạng 21 này, đó là bài số 22. Bài 22 này nó khó hơn chút. A đây bằng 35 cộng 335 cộng với là 3335 cộng dấu chấm cộng đến là 333 cộng dấu 35 và 99 chữ số 3 ở đây. Thế thì phương pháp đây là đầu tiên ta phải làm sao để đưa được về là trở về cái dạng đó là 999 ấy. 9 rồi cộng với 99 rồi 999 ấy thì nó mới ra được. Chứ bình thường cộng này thì ta không thể ra được. Được chưa nhỉ? Đấy, thế thì bây giờ ta phải tách ra. 35 thì nó chính là 33 cộng 3 ở 33 cộng 2. 335 thì tách cho là 333 cộng với 2. Được nhỉ? Cộng với giống như vậy. Đấy, phương pháp tách này. Chưa? Ta lại đưa vào làm hai nhóm. Đúng không? Đấy, 33 cộng 333 cộng với 3333 cộng với giống đến đây nè. Ở trên là ta có là 99 số 3 và tách thêm là cái 5 kia là gì nhỉ? 3 cộng với 5 rồi. Được nhỉ? Như vậy chỗ này ta phải có thêm là 100 chữ số 3. Đấy, cẩn thận về chữ số cho ta. Nên hai kia ta có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 ở đây là ta có là bao nhiêu số hạng 2 nhỉ? 99. Đúng nhỉ? Đấy. Vậy là 99 số hạng 2 nó chính là 2 nhân với 99 nhân 2 thì đúng hơn là 2 nhân với 99 nhá. Đấy. Để lưu ý thành như vậy. Thì ở đây ta có được là về giá trị là 2 nhân 99 và 99 nhân 2 thì là như nhau nhé. Thế nhà thôi tạm thời thầy không sửa đây nhé. Giá trị A đây bằng này. Thế thì bây giờ nhé, cái giá trị kia ta cần đặt bằng giá trị B. Đúng nhỉ? Và để có được 99 thì ta cần nhân 3 vào hai vế. 3B thì ta có được là 3 nhân với 33 ra được 99. Đúng nhỉ? Đấy, thế đây. Đấy, ta nhân vào thì ta có được là 3B bằng 99 cộng với 999 cộng với 999. Ở đây cộng chấm chấm đến là 999 chấm 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 99. Đây có 100 chữ số 9. Thế tương tự như phần trên thì ta đã tính ra được cái giá trị này thì bằng, đúng nhỉ? Đây. 111. Giá trị này ta tính ra được là ở chỗ này ta có 99 chữ số 1 thôi. 99 là cái số hạng 1 thôi. Được chưa nhỉ? Vậy chỗ này phải là trừ đi 99. Đó. Bài trên ta có được là 100 chữ số 1 thì ta lại trừ đi khác nhá. Vậy kết quả ở đây thì 3B đây giá trị này sẽ bằng là 111.1001, ở đây có 99 chữ số 1 chia cho 3. Đó. 99 chữ số 1. À sorry, chỗ này ta nhầm lẫn chút này. Đây đây. Chỗ này là ba b bằng cái giá trị này thôi. Được chưa nhỉ? Thì từ đây ta mới suy ra giá trị b.
bằng cái giá trị này chia cho 3 nha. Được chưa? Rồi. Đây. Vậy đến đây ta thay vào thì cái giá trị A đây là sẽ bằng là gì nhỉ? B cộng với 299, à 2 nhân với 99, được chưa nhỉ? Để ta thay B bằng thôi. Đó. 2 nhân với 99 ra 198. Vậy là giá trị ở đây thì ta thấy được rằng là để mà tính ra được thì thầy đặt được 3, phải đặt 3 ra ngoài đúng không nhỉ? Vậy đặt 3 ra ngoài thì chỗ này thế ra ta quy đồng lên thôi. Thì ta lấy 198 nhân với 3. Được chưa? Đấy, cộng với giá trị kia. Rồi đặt ta chia 3 ra ngoài. Đấy, kết quả ở đây thì ta ra được là 111 chấm chấm đến 1595. Đấy, chia cho 3. Ở đây ta có được 98 chữ số 1. Đấy, cẩn thận cho thầy xong cái phần đây là đếm về chữ số nha. Thì phương pháp của bài 22 ta sẽ làm như vậy. Ta sang đến bài 23. Cho cái dãy số là 5, 9, 13, 17, 21 chấm chấm câu A. Tìm số thứ 1, tìm số thứ 10 và thứ n của dãy trên. Thì ta thấy là cái dãy này thì 5, 9, 13, 17, 21 thì nó cách nhau được là mỗi số cách nhau là 4 đơn vị. Nhà chỗ này ta nhìn thấy được 5 chia 4 dư 1, 9 chia 4 thì dư 1, 13 chia 4 dư 1. Vậy tất cả các số đây là chia 4 dư 1. Như vậy là số thứ hạng đầu tiên của số thứ n của dãy ở đây ta thấy là hình như là bằng 4n cộng với 1. Đúng nhỉ? Với n thuộc vào là n sao. Đấy. Ta làm như sau. Ta có số tổng quát của dãy trên là 4n cộng 1 với n đây là thuộc vào n sao nhé. Là sao? Đấy nha. Như vậy thì với n bằng 1 thì số thứ nhất là ta có 4 nhân với 1 cộng 1 bằng 5, n bằng 2 thì số thứ hai sẽ là 4 nhân với n cộng với 1 bằng giá trị này bằng 9. Vậy vân đến giá trị là n bằng 10, số thứ 10 của dãy mà. Thì ta có là 4 nhân với 10 cộng 1 bằng 41. Đúng nhỉ? Câu B. Các số 1, 2, 3, 4, 10, 2345 và 2011 có mặt trong cái dãy số này trên hay không? Là số, nếu mà có thì nó là số thứ mấy của dãy? Thì trong phần này thì ta thấy là để kiểm tra được cái phần này thì ta cần xem được rằng là các số này chia 4 dư mấy? Đúng nhỉ? Thì ta thấy là số thứ nhất thì ta thấy là dấu hiệu chia 4 nó là hai chữ số tận cùng chia 4. Như vậy là 45 thì bớt đi 1 thì ra 44. 44 chia cho 4. Như vậy là chắc chắn số này chia 4 dư 1. Đúng nhỉ? 2011 thì chỗ này ta thấy là 11 thì không chia cho 4 rồi. Đúng nhỉ? Như vậy là 10 không. 9 không. 8. Như vậy chỗ này 08. Vậy ta thấy được là 2008 thì chia hết cho 4. Như vậy giá trị này tách ra được là 2008 cộng 3, tức là chia 4 dư 3. Vậy ta thấy là số thứ nhất thì chắc chắn là chia hết cho thuộc vào dãy rồi. Còn số thứ hai thì là không thuộc nha. Ta làm như sau. Ở đây ta thấy là phân tích ra như thế này, đúng không? Như vậy ở đây ta sẽ có được rằng là thuộc vào dãy và là số ta tách ra chia 4. Thì giá trị này 12345 tách ra là 4 nhân với là 3086 cộng với 1. Như vậy là số này chắc chắn thuộc vào cái số thứ 3086 của dãy. Được chưa? Thế còn số thứ hai không thuộc. Câu C tìm tổng 100 số đầu tiên của dãy số đó. Thì 100 số hạng đầu tiên thì bây giờ ta cần tìm là số thứ 100 đúng không nhỉ? Đây dãy cách đều rồi mà. Đây số thứ 100 này ta có được là 4 nhân 100 cộng 1 tức là bằng 401. Như vậy là tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy này nó chính là S bằng 5 cộng 9 cộng 13 cộng 0 chấm cộng đến 401.
dãy số cách đều mỗi nhà hơn nhau là khoảng cách là 4. Được chưa? Vậy thì từ đây giá trị này ta có được là 20.300. Thì bài này ta sẽ làm như vậy. Rồi tiếp theo ta sang đến bài số 24. Cho m bằng 3 cộng với 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng chấm đến 3 mũ 100. Hỏi m có chia cho 4 cho 12 không thì sao? Thế đây ta thấy được rằng là 3 mũ 1, 3 nó chính 3 mũ 1 đến 3 mũ 100 thì ta có 100 số số hạng. Vậy chỗ này ta cần khi làm ở dạng này nhớ thầy phương pháp làm đó, ta sẽ nhóm ghép lại. Và khi nhóm ghép lại và ta phải hiểu xem là chỗ này là nó có đủ các số số hạng để ta nhóm ghép hay không, hay nó thừa. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế đây ta xem nhá, ghép theo cặp này. Ở đây ta có là nếu ta cộng với 3 cộng với 3 mũ 2 thì ta 3 mũ 2 là 9, 9 cộng 3 là 12, 12 chia cho 4 đúng không? Được chưa nhỉ? Vậy chỗ này thầy hoàn toàn là đặt 3 ra ngoài và ta có 1 cộng với 3 nó chính là 4, chia cho 4 này. Được nhỉ? Như vậy là cứ hai số ghép với nhau là chia cho 4. Như vậy thì cứ hai số liên tiếp, số hạng liên tiếp nhau ta ghép với nhau là chia cho 4. Vậy thì từ đây ta mới suy ra được rằng là ở đây có 100 số hạng đủ cả. Vậy chắc chắn sẽ chia hết. Đúng nhỉ? Đấy, ta làm như sau. Ê, thầy tách ra đây. Đúng nhỉ? Vậy chỗ này ta đều có là 4, ta đặt 4 ra ngoài, bên trong còn 3 cộng với là 4 nhân với 3 cộng với 3 mũ 3 cộng với 3 mũ 99. Thì chắc chắn đây là chia cho 4 vì nó là bộ của 4 rồi. Đúng nhỉ? Rồi tiếp theo giá trị kia ta đặt được 3 tiếp ra ngoài, đúng nhỉ? Các số hạng trong trong cái ngoặc ấy thì đều có 3 chung mà, thì đặt 3 ra ngoài. Thì ta có là 4 nhân 3 12, bên trong còn lại là 1. 1 cộng với 3 mũ 2 cộng chấm cộng đến 3 mũ 9 18. Vậy 4 nhân 3 12, như vậy đề tích của 12 chắc chắn chia cho 12. Được chưa? Tương tự câu B thì câu B là tìm số tự nhiên n, biết rằng 2m cộng 3 là bằng 3n. Vậy để làm này thì ta cần tính giá trị biểu thức m ra, được nhỉ? Vậy phương pháp ở đây thì ở cái dạng này đó là trong phần dãy số viết theo quy luật thì như là thầy chưa hướng dẫn cho các em là cái dạng này. Rồi lưu ý với thầy nhé, ở đây là cái dạng này ta thấy được rằng cái cơ số ở đây là nó bằng nhau, được chưa nhỉ? Nhưng cái số mũ thì ở đây tăng dần nhá. Như vậy cái phương pháp ở cái dạng này nhớ cho thầy là ta sẽ nhân vào cả hai vế. Ở đây ta nhìn thấy nè, ta sẽ nhân vào cả hai vế với 3. Cơ số là 3, ta sẽ nhân cả hai vế 3. Nhưng chỗ này ta nhân 3 mũ 1, nhân 3 mũ 2 hay nhân 3 mũ 3 thì ta cần phải dựa vào cái giá trị nào. Hai cái số hạng liên tiếp nhau ấy thì nó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị, ta sẽ nhân với là cái số mũ là như vậy nhá. Ở đây ta thấy là 1 và 2 là hơn kém nhau một đơn vị, 2 và 3 hơn kém nhau là một đơn vị. Do đó thầy nhân vào cả hai vế với 3 mũ 1. Nhá. Ở dạng này ta sẽ nhân vào cả hai vế với 3 mũ 1. Như vậy là nhân 3 mũ 1 nó chính là 3. Đúng nhỉ? Như vậy ta sẽ có được 3m. 3m sẽ bằng ta nhân vào thì 3 nhân 3 3 mũ 1 nó chính là 3 mũ 2. 3 nhân 3 mũ 2 nó chính là 3 mũ 3. 3 nhân 3 mũ 3 thì ta có là 3 mũ 4 và 3 nhân 3 mũ 4 thì ta có 3 mũ 5. Cuối cùng là 3 nhân 3 mũ 100 ta có 3 mũ 101. Được chưa nhỉ? Vậy đến đây thì ta suy ra được cái giá trị đen. Đến đây ta lấy biểu thức 3m trừ đi biểu thức 1m. Được chưa? 3m thì từ 3 mũ 2 đến 3 mũ 101, còn 3 còn m nó chính là 3 đến là 3 mũ 100. Được chưa? Đấy. Thế thì 3m trừ đi m thì ta còn lại là 2m. Được chưa nhỉ? Còn lại là 2m nhá. Đấy, 2m ở đây sẽ bằng. Chỗ này khi các em phá ngoặc ra rút gọn thì ta thấy được từ 3 mũ 2 đến 3 mũ 100 thì bị triệt tiêu hết rồi đúng không nhỉ? Như vậy cái ngoặc thứ nhất còn lại là 3 mũ 101 thôi vì không có giá trị là triệt tiêu. Và ngoặc thứ hai còn lại đó là trừ 3. Đúng chưa? Đấy, kết quả còn lại ta có là 3 mũ 101 trừ đi 3. Thế lưu ý với thầy nhé. Ở đây nếu ví dụ như là gì nhỉ? Cơ số là 5, ví dụ là 5 cộng 5 mũ 1 cộng 5 mũ 2 cộng 5 mũ 3 rồi cộng nhau sớm đến là 5 mũ 100 chẳng hạn. Thì nhớ cho thầy đó là gì nhỉ? Ta sẽ nhân vào cả hai vế với gì? 5. Được chưa? Vậy ta lấy 5m trừ đi biểu thức 1m thì ta ra được là 4m.
Đấy, thì lưu ý thầy cái dãy này. À, thầy thầy quên mất là chưa hướng dẫn cho em cái các em cái dãy này đầu tiên, nên dãy là cơ bản thôi, nó không phải phức tạp. Đấy, trong phần này thầy hướng dẫn để nhớ của thầy nhá. Đấy. Thế thì trong cái đây tiếp theo thì ở đây ta thay vào, ta có là 2m cộng 3 mà. Như vậy từ đây thầy có 2m bằng 3 mũ 100 trừ đi 3. Ta có là 2m cộng 3, giá trị này sẽ bằng 3 mũ 100 trừ đi 3 cộng thêm 3 nữa. Bằng ở đây đề bài cho bằng 3 mũ nào. Vậy thì từ đây ta trừ 3 cộng 3, hai số đối nhau, tổng bằng 0. Như vậy ta có 3 mũ 100 bằng 3 n. 3 mũ n. Như vậy từ đây ta suy ra được hai lũy thừa này có cơ số bằng nhau, như vậy để bằng nhau thì cái số mũ phải bằng nhau, tức là suy ra được n phải bằng 100. Đấy nhỉ, như vậy đáp số đây n 100 nhá. Đấy nhỉ, nhớ thầy như vậy. Ở tiếp theo ta sang đến bài số 25. Người ta cho cái biểu thức này, câu A thu gọn biểu thức M. Thì tương tự như trên rồi, đúng nhỉ? Ta nhân 3, ta thấy được rằng là ở đây là 1 nó chính là 3 mũ 0. 3 nó chính là 3 mũ 1. Vậy là 0 và 1 thì hơn kém nhau một đơn vị, 1 và 2 hơn kém nhau hai đơn vị, một đơn vị. Đấy nhỉ? Vậy chỗ này ta nhân vào cả hai vế là 3 mũ 1. Và 3 mũ 1 ở đây nó chính là gì? 3. Vậy nhân cả hai vế với 3 nhỉ. Đó. Sau khi nhân ra được rồi thì ta sẽ có được rằng là ta lấy biểu thức 3m trừ đi biểu thức 1m. Đấy, thế thì 3m trừ đi m thì còn lại 2m. Thế còn giá trị kia ta trừ đi thì từ 3 mũ 1 đến 3 mũ 119 thì triệt tiêu hết, chỉ còn lại 3 mũ 120 trừ đi là 1. Chưa? Vậy từ đây ta rút ra m sẽ bằng 3 mũ 120 trừ đi 1 chia cho 2. Lưu ý thành như vậy. Tiếp theo thì câu B là biểu thức M có chia hết cho 5, cho 13 hay không, vì sao? Như vậy để biết là nó chia hết cho 5, 13 hay không thì chỗ này ta phải nhóm này. Đấy nhỉ? Đấy, thì ở đây các em để ý đây nhé. À, nhóm thứ nhất này. Ta thấy nếu mà ta nhóm 1 với 3 mũ 2 thì giá trị này ta ra được là 10. 10 chia cho 5. Đúng nhỉ? Vậy ta cứ nhóm hai nhóm này một. Vậy chỗ này ta có thể tách làm hai nhóm cũng được, nhóm chẵn và nhóm lẻ, đúng nhỉ? Đấy, nhóm có số mũ chẵn và nhóm có số mũ lẻ nhé. Một nó chính 3 mũ 0, nó này chẵn. Đây ta tách ra làm hai nhóm, được chưa? Để tách ra làm hai nhóm thì ở đây ta thấy được rằng là cái quan trọng nhất là đây là ta xem phải nó có đủ về cái số cặp hay không. Thì ta phải đếm số số hạng. Từ 3 mũ 2 mà đến 3 mũ 118 thì 2 đến 118 ở đây ta tính ra xem nào. 118 trừ đi 2 trừ đi 2 này. Rồi giá trị này là chia cho khoảng cách là 2. Chưa? Là ra được là 118. Như chỗ này có nhầm lẫn gì, 118 trừ đi 2 116 116 mà chia cho khoảng cách chia cho khoảng cách là 2 thì giá trị này bằng 58 cộng với 1 nữa là 59. 59 mà cộng thêm một cái 3 mũ 0 nó chính là 1 nữa, cộng thêm một số hạng nữa là 60. Vậy 60 đây ta đủ là gì nhỉ? Đủ số cặp, ta có 30 cặp. Đúng nhỉ? Hay ta sẽ nhóm ra từ số hạng là hai cứ số hai số hạng đầu ta nhóm với nhau, hai số hạng ta nhóm vào với nhau. Ta có 1 cộng với 3 mũ 2 đây là bằng 9. Đấy nhỉ? Đấy ta nhóm ra. Tương tự như vậy thì từ 3 mũ 1 đến 3 mũ 119 thì ta có 119 mà trừ đi 1 thì ra là 118 mà chia cho 118. Chỗ này không biết nó có đủ số này không nhỉ? 118 mà chia cho 2 thì giá trị này bằng 59, 59 cộng 1 là 60. Đúng rồi, đủ cặp nhá. Vậy đây là một dãy chẵn và dãy lẻ ta đủ cặp. Đấy nhỉ? Đấy. Vậy đây ta sẽ có được là 10 cộng với 3 mũ 2 nhân 10 cộng với 3 mũ 116 nhân 10.
Đấy, cộng với là 3 nhân với 10 cộng với chấm chấm cộng đến 3 mũ 117 nhân 10. Đây ta đều là có 10 chung hết nhớ nhỉ. Đấy, ta đặt 10 ra ngoài. Ăn 10 ra ngoài thì ta thấy là tích của 10, 10 chia cho 5 thì chắc chắn là số này phải chia cho 5. Được chưa nhỉ? Đấy, từ đây ta suy ra m chia cho 5. Để nhớ thể cái dạng như này ta làm như vậy nhé. Rồi tiếp theo là ta chứng minh là chia cho 13. 13 thì các em thấy là ta nhóm 3 số hạng đầu với nhau. Ta thấy là gì nhỉ? 1 cộng 3 cộng với 3 mũ 2 ta ra được là 13. Đúng nhỉ? Thế thì chưa cứ 3 số hạng ta có là được một nhóm là chia cho 13. Vậy xem ở đây xem là có đủ hay không. Thì ta thấy là từ 1 đến 119 thì ta có là 119 số hạng. Cộng thêm một số hạng nữa là 120. 120 là số chia cho 3. Vì tổng các số là chia cho 3. Đúng nhỉ? Vậy từ đây ta thấy được rằng là chắc chắn số này phải chia cho 13. Đây thầy sẽ phương pháp nhóm như sau. Cứ 3 số hạng với nhau ta có ra một cái tích của 13. Thì ta đặt 13 ra ngoài. Thì ta bên trong còn 1 cộng 3 mũ 3 cộng nhân chấm đến 3 mũ 117. Để số này chia cho 13. Được chưa? Cái đấy thì ở cái dạng này thì ta sẽ làm như vậy nhá. Nhớ thầy như vậy. Tiếp theo ta sang đến bài số 26. Bài số 26 đây cho biểu thức A là trừ 1 cộng 2 trừ 3 cộng 4 cộng trừ chấm 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 trừ đến 99 cộng với 100. Số lẻ thì là âm và số chẵn là dương. Tính nha. Thế số này ta cứ nhóm vào nhờ. Nhóm trừ 1 cộng với 2 và một nhóm trừ 3 cộng 4 cùng nhóm. Như vậy chỗ này ta có từ 1 đến 100 có 100 số hạng. Vậy đủ ra được 50 nhóm. Đúng nhỉ? Vậy tính ra A đây giá trị này như 50 à. Đây. 1 cộng 1 cộng với chấm 1 và chỗ này là có 50 số hạng. Như vậy ta có được 50 nhân 1 chính là 50. Đấy. Câu B thì người ta hỏi là A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 hay không? Câu này quá là dễ rồi. Đúng nhỉ? Chỗ này thứ nhất là A chia hết cho 2 thì là số chẵn. Không chia cho 3 vì tổng các chữ số là không chia cho 3. Thế còn gì nhỉ? Không chia cho 5 vì chữ số tận cùng là 0. Được chưa? Đấy. Thì ta lập luận như vậy. Câu C. A có bao nhiêu ước tự nhiên? Thế thì quay lại cái bài toán về tìm số ước. Thì để tìm ra ước thì ta cần phải phân tích số đó ra các thửa số nguyên tố. Đúng nhỉ? Thế trong cái bài về trong cái nội dung của khóa 1 ấy thì thầy đã có phần đó là gì nhỉ? Bài phân tích ra một số ra các thửa số nguyên tố và có một cái tính chất đó là tính về số lượng các ước cùng số. Đấy nhỉ? Thì sẽ bằng là gì nhỉ? Các số mũ cộng 1 nhân với nhau. Được chưa? Đấy. Thế đây ta phân tích số 50 ra thì sẽ bằng là 2 nhân với 5 mũ 2. Vậy thì từ đây ta mới suy ra được là số lượng ước tự nhiên của A đây ta có được là 2 đây là gọi là 2 mũ 1. Vậy ta có 1 cộng với 1 nhân với ở đây là gì nhỉ? Là 5 ở đây là 5 mũ 2 như vậy 2 cộng với 1. Được chưa? Vậy ta có được là 2 nhân với 3 giá trị này bằng 6. Vậy cái số 50 này có là 6 ước tự nhiên. Nhá. Rồi. Và cuối cùng thì ta đi sang đến bài 27. Tìm số tự nhiên x, biết rằng ta có x cộng 1 rồi cộng với x cộng 2 cộng x cộng 3 cộng chấm đến x cộng với là 2009 bằng 2109 nhân với là 2010. Thế thực tế ra đây là cái phần dãy số viết theo quy luật thôi. Đúng nhỉ? Đây ta tách ra. Thì đây từ 1 đến 2109 thì chắc chắn là ta có được 2109 là số hạng x đúng không nhỉ? Ta có x cộng x cộng x cộng x mà. Đúng không nhỉ? Đấy. Rồi tiếp theo ta có một nhóm nữa, tách ra một nhóm nữa là 1 cộng 2 cộng 3 rồi cộng chấm chấm đến là 2109 nhá. Đây ta có như sau. 2109 nhân với x cộng với là 1 cộng 2 cộng 3 rồi cộng chấm đến 2109 bằng 2109 nhân với 2010. Vậy suy ra 2109 nhân với x cộng với giá trị kia thì số đầu cũng số cuối nhân số hạng chia 2. Nhá. Vậy ta có được là 2110 nhân 2109 chia cho 2 bằng 2109 nhân với 2010. Cả hai vế đều có 2109, thầy chia cả hai vế cho 2109.
thì ta có được 2509 nhân với x thì chia cho 2509 thì ta được là x nhỉ. Rồi tương tự số kia ta có được là chia 2509 ta có được 2010 chia cho 2 thì rút gọn đi ta được là 1005 bằng giá trị kia là còn lại 2010. Vậy là dương dưới ta suy ra là x cộng với 1005 bằng 2010 thì ta chuyển cái giá trị dương 1005 từ vế trái sang vế phải ta có được là âm 1005. Vậy x đây sẽ bằng 2010 trừ đi 1005. Thì suy ra x thì sẽ bằng là 1005. Vậy đáp số nó chính là x bằng là 1005. Được chưa nhỉ? Trong cái phần này thì thầy hướng dẫn cho các em về chuyên đề về dãy số viết theo quy luật thì ta sẽ thường gặp một số dãy số như vậy. Thế thì trong cái bài toán này thì hy vọng là sẽ có phần nào đó để hỗ trợ giúp cho các em nắm được cái nội dung về chương trình toán lớp 6 nâng cao. Thế buổi hôm nay thì thầy hướng dẫn cho các em đến đây. Xong với phần này thì ta sẽ có một số bài toán bài tập về nhà thì hy vọng nó là các em làm cho thật tốt với nhà. Thôi buổi nay thầy dẫn đến đây, chào tất cả các em.